Anna Jury xin kính chào tất cả các khán giả. Hôm nay là tối thứ sáu, là ngày cuối tuần. Hôm nay Anna được hân hạnh quay lại với chương trình, xin đem đến cho tất cả các khán giả khắp nơi những món nữ trang và những viên kim cương, và với những thay đổi mới trong lĩnh vực nữ trang. Hôm nay Anna sẽ có những món nữ trang đặc biệt cho quý vị. Và quý vị nào có cái ý định muốn làm đồ theo ý mình và design thì Anna có nhận làm. Và công ty của Anna đại diện cho công ty đá quý kim cương CDINC, tọa lạc tại Los Angeles, một công ty chuyên bán sỉ và cung cấp những hộp xoàn cho những factory làm nữ trang tại Mỹ. Ngoài ra, quý vị cũng có thể đặt hàng và làm hàng theo ý mình và sẽ bán cho quý vị kim cương với giá wholesale. Ngoài ra, quý vị cũng trong thời đại hiện nay chúng ta lại có thêm một dòng hộp xoàn mới, đó là hộp xoàn nhân tạo Lapro Diamond. Lapro Diamond là một loại kim cương đã được giám định từ phòng lab của GIA và IGI cho là kim cương. Tất cả những cái tính chất gì mà kim cương thiên nhiên có thì kim cương nhân tạo đều có. Sau đây xin mời quý vị vào show với Anna tối nay. Xin kính mời. Đây là một chiếc vòng rất là đơn giản. Quý vị cũng có thể order và đặt theo cái detail của mình. Và với chiếc vòng này nặng khoảng 32 gram vàng 18K. Hôm nay đây là chiếc vòng ni 49-50 cho những cô em ni tai nhỏ bé và được đặc biệt cho quý vị với giá là 3.150 đô. Hôm nay vàng tương đối cao nhưng vẫn để cho quý vị với giá cũ là 3.150 đô. Vòng nặng hơn 31 gram vàng. Vàng 18K. Đây là một chiếc vòng bốn cánh hoa mà hiện thời thị trường đang yêu thích. Đi tay của chiếc vòng này là khoảng 52-54. Và quý vị sẽ, nó có hai mặt, một mặt trên có hộp xoàn và mặt dưới thì chỉ có chạm khắc. Và chiếc vòng này được làm tại Hồng Kông, vàng 14K. Và đặc biệt cho quý vị, chiếc vòng này nặng khoảng gần 20 gram vàng và được để với cái giá rất là đặc biệt, chỉ có 1.800 đô. Đây là hai chiếc lồng đèn được làm từ hai ống trúc cẩm thạch xưa màu đá sơn thủy rất là duyên dáng. Và quý vị cũng có thể làm thành hai cái đôi bông toàn ten vì nó rất là nhỏ nhắn và xinh xắn và nhẹ nhàng, không có nặng lắm, thành ra đeo không có sợ bị xệ cái lỗ tai. Và mỗi một ống trúc này đã được làm ra thành một cái lồng đèn như là một mùa như là mùa trung thu. Và mỗi cái lồng đèn này để cho quý vị được bọc với vàng 14K, rất là xinh xắn, để cho quý vị mỗi chiếc là 250 đô. Đây là một chiếc nhẫn hình vuông, nó được nhận với
9 viên hột xoàn, 4 ly chính 5 ly. Hột reality khoảng SI nhưng rất là chiếu. Nó chỉ có những cái dơ nhẹ khéo và hột trong veo chiếu sáng rực rỡ. Mỗi một viên được định cho quý vị với giá chỉ có 400 đô. Nhưng nguyên chiếc nhẫn này hôm nay được để cho quý vị với giá là 3.500 đô. Đây là một chiếc nhẫn cẩm thạch xưa, hình oval. Chiếc nhẫn này đeo gần hết một lóng tay và hai bên là hai hàng hột xoàn nhỏ tắm. Nếu đeo vào ngón tay, ôm sát vào ngón tay, rất là nhẹ nhàng và xinh xắn. Với chiếc nhẫn ngọc xưa, đá cũ này và với trọng lượng vàng cũng hơn một chỉ vàng, được để cho quý vị với giá là 450 đô. Đây là một chiếc vòng đồng tiền, gọi là vòng kim tiền. Nó đã được kết thành với những cái đồng tiền nhỏ nhắn, xinh xắn và có đầy kim cương. Và chiếc vòng này nặng khoảng 18 gram vàng 18K. Đặc biệt hôm nay chiếc vòng này để cho quý vị là 2.500 đô. Nếu ai có đi tay từ 50 tới 52 là đeo tuyệt vời nhất. Cái vòng rất là nhỏ nhắn và xinh xắn. Đây cũng là một chiếc vòng bốn cánh hoa, đeo rất là dễ thương. Vòng nặng khoảng 15 gram vàng, vàng 14K. Hôm nay chiếc vòng này đặc biệt cho quý vị với giá là 1.600 đô. Đây là một đôi bông toàn ten, đeo rất là xinh. Nếu quý vị nào không thích đeo bằng cúc đẩy thì Anna sẽ nói thêm một cái cong queo để mà xỏ vào lỗ tai như là một cái hút. Và đôi bông rất xinh xắn này hôm nay được nhận đầy kim cương sáng lấp lánh để cho quý vị với giá là 1.400 đô. Rất là nhiều kim cương, hột xoàn 2 ly và những viên mặt kia. Đây là một chiếc nhẫn vuông Princess Cut, có giấy giám định của GIA 1 carat 60, nước ép và SI2, có một đốm nhỏ li ti rất là khéo và hộp trong veo sáng rực. Hộp Princess Cut là bốn hộp vuông có giác cắt đều nhau, hộp rất là trắng chiếu và luôn vỏ nữa. Đặc biệt chiếc nhẫn này luôn vỏ để cho quý vị là 7.500 đô. Đây cũng là một đôi bông toàn ten rất là dễ thương và nó có hai hình giọt nước dài xuống, và đặc biệt đôi bông này để cho quý vị là 1.200 đô và có 10 viên hột xoàn 2 ly rưỡi trắng dắt cúc chiếu lung linh. Một chiếc nhẫn yên ngựa mà nó được
tạo hình với những viên baguette chung quanh rất là rơm rã và dễ thương. Hôm nay chiếc nhẫn này được để cho quý vị với cái giá rất là đặc biệt, chỉ có 950 đô. Kế tiếp là một chiếc nhẫn opal, black opal màu blue miner màu xanh lục rất là đẹp, và nó được ẩn đủ màu sắc cầu vồng, màu hồng, màu vàng, màu tím, màu xanh lá cây, và được nhận lên một chiếc vỏ với ba vòng hột xoàn sáng rực rỡ. Và đặc biệt chiếc nhẫn này hôm nay để cho quý vị với giá là 1.600 đô. Viên opal nhỏ khoảng 1 carat hơn, và chung quanh là đầy kim cương, hơn 3 carat kim cương trắng tím sáng lung linh. Đây là một chiếc vỏ to tương đối quý vị đeo gần hết một lóng tay, nó sẽ bỏ cho những viên kim cương từ 2 carat, 3 carat, 4 carat vẫn được, và ôm vào cánh tay quý vị sẽ đeo gần hết nửa lóng tay. Và đặc biệt chiếc vỏ này để cho quý vị là 1.600 đô. Anna bớt tính 1.500 đô. Với những viên baguette dài, trắng, sạch đẹp, rất là khó tìm. Đây là một sợi dây chuyền dài hột xoàn 2 ly, 2 ly mốt, hột chắc cúc trắng tím, nhỏ nhắn, xinh xắn, nhận hơn 170 viên và gần 6 carat kim cương. Hôm nay sợi dây này để cho quý vị là 2.700 đô. Anna discount còn 2.600 đô cho quý vị. Đây là một chiếc nhẫn đồng điếu rất là xinh, cẩm thạch xưa, đồng điếu tương đối lớn hết một lóng tay, và được viền những viên hột xoàn tắm chung quanh. Ở trên đó là một viên hột xoàn gần 4 ly. Và với chiếc nhẫn này hôm nay với giá đặc biệt cho quý vị chỉ có 680 đô. Kế tiếp đó là một chùm nho xoàn chiếu lấp lánh với những viên kim cương 3 ly rưỡi, 3 ly 6, 3 ly 4 và vài viên nhỏ 3 ly 3. Và trên cái cuốn là đầy kim cương sáng rực rỡ. Một chùm nho chiếu sáng rực rỡ hôm nay đặc biệt để cho quý vị là 1.750 đô. 15 viên vàng. Quý vị vàng 18K, 15 viên xoàn, 16 viên xoàn, hột từ 3 ly rưỡi, 3 ly 6, 3 ly 4 và 3 ly 3. Rồi đây là một chiếc nhẫn chùm nhìn như là một bông hoa hướng dương với cục cẩm thạch xưa. Đây là một viên ngọc mà Anna đã cưa đôi. Ngọc có thể lớn 14-15mm. Và với chiếc nhẫn ngọc xưa cũ này hôm nay đặc biệt cho quý vị với giá chỉ có 700 đô. Rất là đẹp và dễ thương. Đây là một cặp bông điếu xưa với cặp hột ở giữa là 4 ly, hột xoàn trung bình
với cặp đồng điếu lấp lánh đá sơn thủy ngọc xưa, đá ê đó quý vị, rất là đẹp. Và hôm nay đặc biệt đôi bông điếu này để cho quý vị với giá là 600 đô. Đây là một sợi dây chuyền nhỏ nhắn, xinh xắn, rất là dễ thương. Quý vị có thể móc vào một viên hột 1 carat hay 5 ly vẫn được. Và với sợi dây chuyền luôn dây nhỏ, và Anna để cho quý vị là 550 đô. Nếu quý vị nào thích cái sợi dây dày hay mỏng tùy theo, nhưng đây là một sợi dây mà Anna đã lựa sẵn cho quý vị. Đeo rất là vừa phải, với giá chỉ có 550 đô. Và nguyên sợi dây chuyền này dài khoảng 16.5 inch. Đây là một đôi bông toàn ten, rất là dễ thương, có cái hút ôm sát vào bánh tay với ba hàng xoàn chiếu lấp lánh và một cặp giọt nước ở giữa, mỗi một viên là 25 point, tất nhiên một cặp này nó là khoảng nửa carat, luôn vừa vỏ xoàn và vàng 18k. Đôi bông này đặc biệt cho quý vị với giá là 2.200 đô. Đây là một chiếc nhẫn xưa, nó được nhận một viên ruby handmade rất là dễ thương, và với chiếc vỏ antique xưa cũ, và đặc biệt cho quý vị mua chiếc nhẫn này chỉ có 1.400 đô. Chiếc vỏ rất là đẹp với những viên baguette. Đây là một mặt dây chuyền giọt nước với viên opal màu vàng rất là hiếm hoi, một màu natural thiên nhiên, nó được chiếu sáng với những ánh sắc cầu vồng minor rất là đẹp. Đá opal có một đặc điểm là nó xuất hiện từ những vùng sát bờ biển của miền châu Phi. Và đây là những viên đá opal của South Africa. Để mà lựa được một viên màu vàng rất là hiếm hoi. Và đây là một viên nặng khoảng hơn 2.5 carat. Và với cái mặt dây chuyền nhỏ nhắn xinh xắn, Anna để cho quý vị chỉ có 1.000 đô. Bớt cho quý vị 50 đô còn 950 đô. Rất là đẹp và đặc biệt là không có cái thứ hai. Đây là một đôi bông bốn cánh hoa xoàn chiếu sáng rực rỡ, rất là dễ yêu. Và đặc biệt đôi bông này để cho quý vị là 550 đô. Kế tiếp cũng là một cặp vỏ bông giọt nước toàn ten rất là xinh xắn. Hôm nay quý vị sẽ có được rất nhiều đôi bông toàn ten cho chọn lựa trong những dịp lễ sắp tới này. Và đôi bông giọt nước này quý vị có thể bỏ ở giữa một cặp hộp 5 ly hay là một cặp hộp 1 carat vẫn được. Và đôi bông này hôm nay, cặp vỏ này để cho quý vị là 1.250 đô. Đây là một chiếc nhẫn với 8 viên kim cương hộp 3.5 ly, 3.6 ly, và được nhận với một viên black diamond ở giữa. Đặc biệt là black diamond nó ít có
mỏng, mặt phẳng lì, nó sẽ có hình gợn sóng với những đường gân. Nhưng mà đó mới đúng là hộp sòn Black Diamond. Và đặc biệt luôn chiếc nhẫn này, cái vỏ để cho quý vị là 1.000 đô và nhẫn viên Black Diamond là 500 đô. Coi như chiếc nhẫn này total là 1.500 đô. Rồi kế tiếp, đây là một chiếc nhẫn rất là dễ yêu và dễ thương. Kìa con bướm vàng, mà con bướm này sẽ đậu lên ngón tay của quý vị. Một con bướm bướm với đầy kim cương chiếu sáng rực rỡ. Ở giữa có một viên hột dưa gần nửa carat màu vàng. Và hôm nay đặc biệt cho quý vị với con bướm vàng này với giá chỉ có 950 đô. Đây cũng là một chiếc nhẫn với mẫu mã rất là kêu, đó là hình dạng của một trái tim, gần hết một trái tim trọn vẹn để cho ngày Mother Day. Và hôm nay quý vị sẽ có một chiếc nhẫn hình trái tim chiếu sáng rực rỡ với đầy những viên kim cương. Và chiếc nhẫn trái tim này được nhận gần 4 carat kim cương. Và đặc biệt cho quý vị, chiếc nhẫn này chỉ có 1.800 đô. Rất là dễ yêu. Đây là một cái pin cài áo rất là dễ thương với những viên emerald oval của Colombia và với những viên emerald kết lại thành một cái hoa cài áo rất là dễ thương và xinh xắn. Và cái mặt này tương đối lớn bằng hai cái đồng 25 cent kết lại. Và hôm nay với cái cài áo pin này, Anna đặc biệt để cho quý vị với giá 1.250 đô. Đây là một chiếc nhẫn hột dưa với viên hột dưa màu vàng champagne fancy 90 point, nghĩa là gần 1 carat đó quý vị. Và với cái vỏ hột mặt kỳ rất là đẹp, những viên hột sòn tròn lấp lánh chung quanh. Hôm nay đặc biệt chiếc nhẫn này để cho quý vị với giá cũng rất là đặc biệt, chỉ có 1.250 đô. Đây là một viên 1 carat 80, hột sạch đẹp VVS One với viên kim cương với màu vàng lai nhẹ rất là đẹp. Nó không phải là màu fancy yellow mà quý vị sẽ nhìn nó với một cái màu rất là tự nhiên, gọi là màu vàng nước dầu hôi. Nhưng hộp này rất là đẹp, chiếu sáng rực rỡ. 1 carat 80 để cho quý vị với giá là luôn cái vỏ chỉ có 6.200 đô. Hộp sạch đẹp VVS One, nó cũng có giấy giám định của GIA. Rồi, đây là một mặt dây chuyền. Quý vị nhìn, một nhà design đã làm ra được một mặt dây chuyền với những đường nét uyển chuyển rung rinh như những cánh hoa
đặc biệt cái mặt này để cho quý vị với giá chỉ có 900 đô. Đây là một mặt dây chuyền với cục pearl là 14 mm, và cái mặt pearl này hôm nay để cho quý vị với giá là 800 đô. Đây là những mặt dây chuyền với đá xưa mà Anna sưu tầm được. Mỗi một trái tim đều đặn đá cẩm thạch E, một bên đó là màu lý, một bên đó là màu tím, rất là đẹp và dễ thương. Quý vị biết cô có thể mua tặng sinh nhật cho ngày Mother Day sắp tới này, và mỗi mặt trái tim này luôn vàng và kim cương cũng có. Anna để cho quý vị với giá rất là đặc biệt. Trái tim tròn trĩnh dày dặn mà để cho quý vị mỗi trái chỉ có 400 đô. Đây là hai con cá vàng đá cẩm thạch cổ xưa mà Anna đã sưu tầm được cho quý vị. Hai con cá mà hai mặt đều màu xanh rất là đẹp, màu xanh lý. Mà con cá là tượng trưng cho những điều may mắn, rất là dễ thương. Và cũng có thể mua làm quà đá ngọc xưa cũ xanh biên biết. Một con 500, nhưng Anna đặc biệt con lớn 500, con nhỏ 400, vàng 18K. Và tính ra vàng không cũng gần một chỉ vàng luôn. Ngọc đẹp lắm quý vị, ngọc xưa cũ 100%. Đây là hai trái tim cẩm thạch xưa rất là đẹp và dày dặn, không có một đường răng sớ, và quý vị sẽ thấy những đốm lý nó ửng lên rất là dễ thương, màu lý tươi, tươi cực kỳ luôn, mà những đốm lý thật là duyên dáng. Và đặc biệt mỗi trái là 500 đô. Mỗi một mặt trái tim này to hơn đồng 25 sen đó quý vị. Năm trăm một trái. Ngọc đẹp lắm, ngọc xưa cũ. Vàng tính ra cũng gần hết một chỉ vàng. Anna mua được rẻ, bán rẻ cho quý vị. Quý vị mua rồi không có nữa đâu. Đây cũng là một cặp bông trái tim. Ở giữa đó là một cặp hộp 4 ly 8, 4 ly 9, hộp sạch đẹp. Hai dòng sòn hình trái tim rực rỡ hôm nay. Đôi bông này để cho quý vị vừa vỏ cặp vỏ vừa cặp hộp sòn. Chỉ có 2.200 đô. Hộp sạch đẹp VVS. Nước màu vàng. Life Fancy thiên nhiên. Đây là một mặt dây chuyền cho quý vị có thể bỏ hộp 5 ly,
hay là hột 1 cara cũng được, hay là bỏ 4 ly cũng được. Nếu mình nhận hột lớn thì nó chườm ra ngoài một chút, và nhận hột nhỏ thì nó gọn vào. Và với cái mặt dây chuyền đầy kim cương này với giá chỉ có 550 đô. Cái khoan lớn và đầy kim cương. Đây là một đôi bông 4 hột kép nhau, mỗi viên là 4 ly. Và màu nước dầu hoi chiếu sáng rực rỡ. Đôi bông này để cho quý vị 1.200 đô. Đây là một chiếc nhẫn hột dưa, hột mặc kỳ, 7 viên. Hột rất trắng tím chiếu sáng rực rỡ. Hôm nay để cho quý vị chiếc nhẫn này chỉ có 800 đô. Đây đây là một chiếc nhẫn ma dê và quý vị sẽ đeo với 3 hàng kim cương, hột baguette và hột tròn. Và chiếc nhẫn này 3 lai xoàn chiếu sáng rực rỡ, vàng 18K, đặc biệt để cho quý vị 1.200 đô. Đây là một cặp vỏ nhẫn 7 ly hộp vỏ platinum với cái đít đẩy nó là khóa tự động rất là chặt chẽ, và quý vị sẽ có được một cặp vỏ nhẫn hộp 1 carat tới 7 ly bằng platinum Anna để cho quý vị với giá 400 đô. Đây là một chiếc nhẫn kết 7 viên hột xoàn trắng tím chiếu sáng rực rỡ, quý vị đeo sẽ tưởng chừng như là một chiếc nhẫn 9 ly, và đặc biệt chiếc nhẫn này để cho quý vị là 1.200 đô. Hôm nay Anna đã có được một viên 1,5 carat, 1,51 carat nước Jaechon với clarity là SI1 nhẹ. Hột rất là trắng và chiếu sáng rực rỡ luôn. Và mỗi cạnh là 7,5 ly. Quý vị biết hột trong thị trường mà kiếm 7 ly với cái giá vừa phải cũng rất là khó. Nhưng đây là được 7,5 ly hột to tưởng chừng như gần 2 carat, và đặc biệt với cái giá rất là đặc biệt cho quý vị Anna mua với giá rất là rẻ. Hôm nay để cho quý vị mỗi viên này, Anna có 2 viên giống nhau và để cho quý vị mỗi viên là 5.500 đô. Hộp có certify mà hộp gần tính ra là 7,5 ly là cũng thường thường 7 ly 8 là 2 carat rồi, mà hộp này được gần 7 ly rưỡi lần. À, 5 ngàn rưỡi. Rất là rẻ, tính ra mỗi 1 carat có 4 ngàn. Quá rẻ luôn đó quý vị. Đây là một cặp bông tuyệt vời luôn. Anna vừa mới mua được đem lên cho quý vị. Viên này cũng 5.500 đô. 2 viên này nếu quý vị lựa một viên làm chiếc cà rá nhìn như 2 carat, nếu mà đeo 2 carat thì phải mua trên 10.000, nhưng bây giờ 2 viên mà mình được thành
một viên, mà bây giờ một viên mà mình có được hai viên làm thành được một cặp bông. Nước chay chon trắng lắm, nó là nước lưng chừng giữa nước hắc và nước khê, thành ra nó rất là trắng. Quý vị sẽ tưởng chừng như là, nhìn mắt thường ta tưởng chừng như là nước ép. Vì CIA nó giám định bằng kính lúp hiển vi 40-50 độ và nó lật úp hộp lại để nó certify màu sắc. Nhưng khi lật ngửa lên với những viên nước chay chon này thì quý vị không thể nào phân biệt được từ nước ép cho tới nước chê. Rất cảm ơn quý vị đã bỏ thời gian theo dõi chương trình talk show của Anna tối nay. Anna rất chân thành cảm ơn và chúc quý vị có một buổi tối ngủ thật ngon và nhiều giấc mộng đẹp, và chào đón một ngày cuối tuần thật vui vẻ và hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn và xin kính chào tạm biệt.